Hello mọi người, mình là Vivi. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong thời gian vừa qua thì mình có chút việc cá nhân là mình không đưa ra những cái nhận định cũng như là cái kế hoạch giao dịch cho tuần mới cũng như là ra đều video cho mọi người thường xuyên được. Hiện tại thì mình cũng đã hoàn thành xong những cái công việc đấy và mình sẽ tiếp tục đưa ra những cái nhận định cũng như là những cái kiến thức, truyền tải những kiến thức hữu ích đến cho mọi người nhé. Và video này thì mình sẽ tiếp tục đưa ra những cái kế hoạch giao dịch cho 4 cặp tiền bao gồm vàng BTC USD và dầu DXY trong tuần mới này nhé. Trong tuần mới này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 và kết thúc vào ngày 26 tháng 1. Đầu tiên thì như thường lệ chúng ta cùng nhau điểm qua những cái tin tức chính sẽ diễn ra ở trong tuần mới này trước nhé. Trong tuần mới này thì sẽ cũng có khá nhiều cái tin tức này. Đầu tiên thì thứ hai thì sẽ không có cái tin tức gì cả, hoặc là những cái tin tức đấy nó không có cái biến động mạnh cho tất cả các cặp tiền. Đến thứ ba thì sẽ có tin tức chủ yếu về đồng Yên Nhật này. Nên là khi mà các bạn giao dịch liên quan đến những cặp gì ấy, thì các bạn nên lưu ý. Đến thứ tư thì chúng ta có tin về đô la New Zealand này, đồng Euro, bảng Anh, đô la Canada và đô la Mỹ. Và lúc 9:45 tối thì sẽ có tin về PMI sản xuất này. Thứ năm thì sẽ có tin về Euro và tin GDP nhé. GDP và yêu cầu thất nghiệp. Hai cái tin này cũng khá là quan trọng, là khi mà các bạn giao dịch các bạn cần phải lưu ý rất là nhiều. Và kết thúc tuần đó là tin về chỉ số giá PCE cốt lõi liên quan đến đồng USD. Đấy là những cái tin tức chính sẽ diễn ra trong tuần này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần chính, đó là cái hướng đi cho 4 cặp tiền ở trong tuần mới này như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau đến với DXY, tức là chỉ số USD Index. Nó đã soi giá ở trên khung lớn và khung nhỏ nha. Đầu tiên về khung WIX này thì các bạn có thể thấy là tuần vừa qua cây nến này đã đóng nến bên trên cả dâu nến lẫn thân nến của cây nến trước đấy, củng cố cho cái lực tăng của DXY đang dần được lấy lại. Thì trong tuần này cái kế hoạch của chúng ta đó là canh thấp để chúng ta buy lên đối với DXY. Như các bạn có thể thấy là giá nó đang hình thành một cái mô hình vai đầu vai này. Có thể là khung D các bạn sẽ không nhìn rõ mấy đâu, nhưng mà về khung H4 thì các bạn sẽ thấy rõ hơn về cái mô hình này nhá. Cái mô hình đảo chiều về giá như này này. Đây các bạn có thể thấy là đây là mô hình vai đầu vai này. Đây sẽ là vai trái này, đầu này. Tối đây là vai phải này. Giá thì vừa mới break qua đường neckline. Đây, giá vừa mới break qua đường neckline xong. Đấy, thì trong tuần này các bạn sẽ canh buy lên theo cái hướng sau, đó là các bạn sẽ đợi giá hồi về cái đường viền cổ của mô hình vai đầu vai này thì chúng ta sẽ entry buy lên. Thì khi mà giá hồi về đường neckline nhé, đường neckline màu trắng như này, thì lúc này khi mà giá hồi về rồi các bạn nên canh thêm một cái tín hiệu nữa, đó là giá có thể là xuất hiện mẫu nến encouraging tăng này, hoặc là mẫu nến mà dâu dài từ chối cái sự giảm tiếp và sau đấy là một mẫu nến encouraging tăng thì chúng ta có thể là entry buy ngay đối với DXY được rồi. Cái target gần nhất cho cái plan buy lên với USD index này đó là cái vùng 104.2 này nhé, 104.2, tại vì đây sẽ là cái vùng đỉnh cũ mà giá có thể phản ứng mạnh tại đây. Đấy là kế hoạch buy lên đối với USD index. Chúng ta chuyển sang cặp tiếp theo, đó là vàng. Vàng trong một tháng vừa qua thì đã có rất là nhiều biến động mạnh nhé. Đầu tiên đó là các bạn có thể thấy là nó phá cái đỉnh cũ này và lên đến cái vùng giá là 2140. Thì trong tuần này cái hướng đi của vàng sẽ như thế nào? Tuần này thì điểm qua về tin USD sẽ không có những cái tin tức quá là quan trọng. Chúng ta sẽ cần nhớ nó là tin về yêu cầu thất nghiệp này, tin GDP và tin PCE cốt lõi thôi. Trước những cái tin đó đấy thì mình đều đưa ra những cái nhận định ở trong group VIP. Các bạn có thể là tham gia vào group VIP đấy bằng cách đăng ký tài khoản SaleXM hoặc là sàn Thinh mà mình để dưới phần mô tả của video này nhé. Với vàng thì đóng nến tuần vừa rồi đó là một cây nến đỏ như này. Đây, một cây nến đỏ như này. Và cái cây nến này nó vẫn có sự lưỡng lự, có thể là củng cố cho cái việc fair sell đang lấy lại thị trường. Nhưng mà kết thúc của cây nến tuần nó là một cái dâu dài như này, thể hiện cái sự từ chối giảm tiếp. Và dâu trên của cây nến tuần vừa rồi cũng đã được hình thành như này, nên nó sẽ vô tình trở thành một cái mức đỉnh cũng như là cái mức kháng cự mà giá có thể phản ứng mạnh tại đây trước khi mà giá có thể là sập xuống sâu hơn. Nếu mà về khung D các bạn sẽ thấy rõ hơn về cái hành vi của giá với vàng nhé. Thế thì các bạn có thể thấy là trước đấy vàng nó phản ứng mạnh với cái vùng đỉnh cũ đó là quanh 2060 này, sau đấy giá mới sập sâu xuống này, đi qua cái vùng sập qua cái vùng đáy cũ đó là quanh vùng 2018 cho đến 2020 này, thì giá đang có dấu hiệu hồi lại. Về khung H4 thì chúng ta sẽ có một cái plan để chúng ta canh sell xuống đối với vàng như sau. Plan đầu tiên đó là các bạn sẽ đợi giá
hồi về cái vùng đỉnh cũ, tức là cái vùng kháng cự này nhá. Đây các bạn sẽ đợi giá hồi về cái vùng kháng cự cũ này, cái vùng đỉnh cũ này nó sẽ là quanh cái mức tầm 2060 cho đến 2070. Đấy. Có thể là giá sẽ tăng một nhịp nữa để test lại cái vùng này, rồi sau đấy giá mới bắt đầu là duy trì cái xu hướng giảm trước đấy. Thì mọi người sẽ canh sell xuống ngay khi mà giá phản ứng với cái vùng đỉnh cũ này nhé. Thì đấy là cái kế hoạch để chúng ta sell xuống đối với vàng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cặp tiếp theo, đó là BTC USD nha. Đối với BTC USD thì nó chưa kết thúc tuần này. Tuần trước ấy thì nó đã có biến động rất là mạnh khi mà để lại cái dầu nến trên dài như thế này. Và tuần này đang là một cái nến đôi di như thế này. Thì BTC đã có một nhịp tăng trong một tháng vừa qua như thế này. Thì các bạn có thể thấy là nó đang phản ứng rất là mạnh với cái vùng đỉnh cũ, đó là quanh vùng 48 cho đến 50k nhé. Nếu mà về khung thời gian đây thì các bạn có thể thấy rõ hơn về cái hành vi của giá này. Nó đã tạo đỉnh rồi này và nó đang có dấu hiệu sideways trong cái mức giá đó là từ 41 cho đến 48k. Thì theo cái góc nhìn của mình ấy, giá có thể là phản ứng với cái vùng đáy cũ, tức là quanh vùng 40k một lần nữa, sau đấy giá tiếp tục đi lên và chạm đến cái mức đỉnh cũ là 49k như thế này. Thì đây sẽ là cái mức đáy cũ nhá, mà giá đã phản ứng rất là mạnh. Thì các bạn có thể là entry buy ngay cũng được. Nếu mà các bạn theo cái kế hoạch dài hạn, buy dài hạn ấy, thì các bạn có thể entry ngay tại bây giờ. Tại vì là sau khi mà giá phản ứng với cái vùng hỗ trợ quanh 40 cho đến 41k này thì nó đã xuất hiện cái cây nến engulfing củng cố cho cái việc đó là phe buy đang chiếm lấy lại thị trường. Thì sau đấy nó xuất hiện hàng loạt những cây nến nhỏ như này, thể hiện cái sự sideways. Thì khi mà các bạn về khung thời gian nhỏ hơn là H1 hoặc là M30 thì các bạn sẽ thấy rõ hơn về cái biên độ dao động đi ngang sideways của BTC nhé. Các bạn có thể là entry buy ngay lên này. Entry buy ngay lên thì chúng ta sẽ để SL nó ngay tầm 40k đấy. Còn TP thì sẽ ở mức đỉnh cũ, tức là tầm 47 cho đến 48k nhé. Thì đấy là cái plan để chúng ta canh buy lên đối với BTC USD. Đến cặp cuối cùng đó là dầu. Thì chúng ta cũng sẽ phân tích từ khung wick xuống khung H4 nha. Dầu trong tuần vừa qua thì đóng nến, đó là một cái nến pin pa màu xanh như thế này. Và trong một tháng trở lại đây ấy, thì dầu nó chưa tạo được cái xu hướng mạnh, tức là nó đang đi ngang. Nó đang đi ngang này, quanh cái mức 75 cho đến 69, 69 cho đến 75 như này. Nó cứ dùng dình nó đi ngang trong cái mức này thôi, chứ nó không có bật tăng mạnh hay là giảm mạnh như cái thời gian trước đấy. Về khung đây để chúng ta thấy rõ hơn về hành vi của giá nhé. Giá đang nén lại trong cái mô hình tam giác này. Thì theo góc nhìn của mình, khi mà chúng ta co nhỏ cái biểu đồ lại thêm một chút nữa ấy, thì các bạn có thấy là cái vùng đáy cũ nó đang được tạo ngay tại đây này. Và cái mô hình tam giác được tạo ở ngay trên cái vùng hỗ trợ này. Thì giá có thể là tạo cái form break, tức là tạo cái break giả xuống cái vùng hỗ trợ này nhá. Xuống cái vùng hỗ trợ này rồi nó mới bật lên này. Các bạn phải để ý kỹ cái hành vi của giá, tức là giá nó sẽ phản ứng với cái bên trên, cái cạnh trên của mình tam giác này. Rồi sau đấy nó sẽ phá vỡ cái cạnh dưới của mình tam giác và phản ứng với cái vùng hỗ trợ, tức là vùng đáy cũ được hình thành trước đấy tại khung D này. Rồi sau đấy giá mới bật lên. Thì đối với cái plan buy dầu lên như thế này thì cái target lớn nhất mà các bạn có thể đặt đó là quanh vùng 80. Vậy là qua video này mình đã đưa ra những cái nhận định cho 4 cặp tiền ở trong tuần mới này rồi. Nếu như các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc hay câu hỏi nào thì hãy comment xuống dưới video này cho mình biết được nhé. Ngoài ra thì nếu các bạn cảm thấy yêu quý và tin tưởng mình thì các bạn có thể đăng ký tài khoản sàn Thịnh hoặc là sàn XM mà mình để dưới phần mô tả của video này để ủng hộ mình nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.